Đánh quạ thì đừng dẫn ra chỗ mấy người không đánh, không người ta lại chết. Xoạch. Nhắc như chị Mình đã thấy chị chỉ rồi bảo ô ai ai rồi nhỉ. À, mọi người à, đi không rồi rồi trả lời câu của Nu công tử là ai cầm công âm cao người nữa ai vậy, thiếu một người nữa ông Aru không thấy PM lại. Chờ rồi. Không được thì kêu mèo tóc bạc trẻ. Kêu mèo lúc rồi là... Đi hộ cái. 9 giờ toàn cao su cái gì. Thì đã bảo bán cao su chất lượng cao mà. Nói luôn đi, nhanh. Cao su này muốn tắt cũng khó. Còn đánh thì ổn. Ủa Harry ra ra hay là ai đấy? Bảy à? À, cái ông tuần sau ngày mai sẽ vào, miễn là hôm nay phải phát được luôn của Hồng Hoa kiếm được. Cửa lôn của Hồng Hoa Kiều trời tốt. Còn thiếu một slot thôi. Sẽ được player hết. Dính một stack. Chúng ta đã nhìn player hát. Player hát cố gắng lên. Để con quạ còn nó 100% nữa thôi. Nhanh lên. Một đậm. Cái lửa. Khe lửa. Ui xoài. Để rồi, dính stack rồi. Gọi được rồi. Bóp thảo cơ luôn nắng thì giảm đam á. Bây giờ tiền một. Iframe vẫn dính. Iframe vẫn dính stuck. Nhìn vào đâu này. Chết luôn. Còn chết luôn, không hồi sinh được luôn, không bấm một được. Sờ Nobel có ăn không? Có thì mời thôi. Mời hộ cái. Lại kích mèo. Chỉ nên uống 2 ly cà phê thôi. Mèo có đang chơi Tao ơi, tí kiếm cái skin mới nhá. Rồi 50 nhá. Kiếm cái đéo gì đấy? Scam. Kiếm cái gì nhỉ? Họ đặt hoa XML. XML à? Hoàng cái ném cho mình để mình chia tiền. Mình đòi hoa được 100, yên tâm. Năm chục. Tao kích người ta khỏi đến 4 nhé.
Đây, sửa chim lại cho ông nào xem. Ngon. Thôi mẹ mình reset ở cái phòng thờ. Dú 12 tuổi này. Để dú 12 tuổi. Năm chục. Năm chục. Lãi cứt 10.000. Mười nghìn ấy đéo ấy được. 10.000 gì? 10.000 bitred. Vậy cứt đi mẹ mạng mình chạy đến 4.000 nó tụt cặc rồi. The Nobel đâu? Quay. Miss the Nobel. Sàn hỗn loạn. Khó nhỉ. Bây giờ muốn cho cái team 2 có 2 Soulburn. Nhỉ, khó gì. Thì nhá, team 2 toàn người khỏe nhá, thì em muốn cho team 2 có 2 Soulburn. Làm gì, cần gì? Thì làm cho to. Có cả BD ai, có cả ấy là ai. Thôi hoặc là cho có người gì nữa à, đúng không? Một công tử vậy đấy. Snowbell qua đây làm gì? Snowbell vào tìm thôi. Không, để Snowbell vào tìm 2 làm gì? Để hậu hoa kiếm được ăn 2 lần sâu bơn. BD mà. What the fuck BD? Thì BD sâu bơn lên nó quái vật. Cho nên là có ăn 2 lần sâu bơn. Nó khỏe. 60 giây một phát cơ mà. Ừ. Nhưng mà như thế thì bé Vick nó cũng tức là hậu hoa kiếm ra sau một cái là có sâu bơn lên đi mấy con khỏe luôn đi. À, để nó vừa bu luôn. Dream thì với cả Dream với cả Hoàng thì chắc chắn là phải đi vào một team rồi. Bởi vì nếu có Dream đi thì Hoàng đỡ đánh được. Hay là Saber Tank để con để Hoàng ấy. Mẹ Saber Tank thì ai lại đi làm. Khoái. Sẽ bờ lại cắt mình ra chết hết team. Rồi vào đây. Cũng tập trung 12 giờ chứ chứ. Rồi, ok. 12 giờ tôi chạy xuống nhá. Saber mẹ ấy. Saber lua. Không, cái gì nhở? Quay thổi còi đi. Ai 5 người vào đầu tiên là ai? Melee, cứ Melee vào đi. Kiếm không ấy kìa. Ăn độ này. Rồi. Ui dồi, thì mẹ cầm cái nick đấy thì cướp hơi đéo rồi thằng nội. Mẹ sao không? Cái mở tắt đi, kiếm, cướp đi. Không. Còn Nu công tử. Nu công tử chưa thấy sao? Nu ơi, Nu ơi! Rồi. Ok, rồi. Rồi, bán nhau. Rồi. Punishment. Ngoài trước. Nát thích à? Ô, bác ạ. Vài lọt. Nát thích à? Chắc lưng pinh lên. Ao ê. Chào trước.
quét vẫn dính này. Quét vẫn cứ như là xoài. Khó thế. Ngồi lên, bấm 1. Bắt nhá. Cao em nhá. Xong chưa? À ngoài trước. Ôi đi. Mày hay à? Ai thả một con drone ở giữa trước đi, xong tí mình ra mình đua xong. Ồ. Oh. Cái gì? Ôi trời. Bác cũng quên chưa được cái nhanh. Ui trời. Điểm sau 3 phút không mấy mấy và 3 phút 8. Ui trời. Bảo vệ đổi từ đầu không đổi gờ. Mẹ thế mới bảo đừng chơi băng, mẹ chơi băng mất đi hết vô mẹ. Ồ, gold giờ còn 75k. Trăm bốn bốn, trăm bốn lăm. Bật mẹ bắt tờ phát lên bây giờ. Một hai kiếm, ba kiếm, bốn kiếm với cả một KFM vào trước cho team an toàn. Cắn từ nãy rồi. Hỏi nhá. Coi đi. Đang nhìn xem thuốc lắc ở đâu mà tôi cảm tạm. Đó. Đó này. Punishment. Lại mắt rồi là thả mắt kìa đấy. Để ý chuẩn bị punishment này sao vậy cướp. Trước
ngồi bấm một ăn nó ao anh ấy rồi nu cũng tử đâu ép trời đã dặn đấy. Năm đông đợt một nhá. 1, 2, 3, 4, 5 Đẹp. Ăn lông đợt 2. Ăn lông rồi. Em không nghĩ lên cả, Lông ao này nữa, ôi ơi. Xong. Rồi xong, để mình vào sau. Móc quá. Bây giờ hát lúc này sợ tắn được gần quá. Năm lông đợt 1 nhá. Ui gì? Đứng tân quá, nó kéo luôn. Năm lông đợt 2. Hai lông ao e. Hôm qua kiếm trúng viên, rồi. Năm lông đợt 1. Năm lông đợt 2. 7 giờ nhá. Ao e ai? Hai lông ao e. Có hiểu sao đối với mình kia. Cực cười. Tại vì chết. À ừ. Ông nào chết phải đánh bot mới vào được sâu nhá. Trời bot. Vai. Ngừng đam. Mẹ cái 4 nó bóp thế nhở? Xoay rồi. Mẹ chờ tí, bật quát thật phát đấy. Lát quá. Ồ. Chờ tí bật quát thật phát đấy. Nào con bắt. Ủa, 80 là ai vào nhỉ? 80 ai vào cũng được, 80 đam càng bé vào cũng được, đam bé vào cũng không sao. Bởi vì 80 chỉ cần CC để hất nó lên thôi. Đâu, 80 giết luôn được mà, có một con mà, 3 người 3 con nham nè. Ừ, nhưng mà căn bản là thích thì có thể hất nó lên cho đơn giản được, để dành những người đam co vào phần 30. Trong Kung Fu ai cầm dẫm nhiều trừng phạt quá toàn chết. Không thấy ao dưới đất đâu. Không thấy ao dưới đất. Thế 80 saber có nên vào không? Bởi vì thực ra saber đam cũng không phải to. Ừ thế đi vào đi. Ờ thế saber 12 giờ nhá. Ừ, hay lên chat đi để cho mọi người thấy. Đỡ vô nổ. Nu công. Nu 80 ở góc 8 giờ, ok. Nụ 8 giờ ai nữa nhỉ? Còn ai góc 4 giờ nhỉ? Rồi, player half giờ. Okay. Còn 30 30 thì là Hồng Hoa Kiếm, Dream, rồi đến bé, rồi một người nữa. Người nữa thì chưa biết là ai. Mà cứ vô đến lúc đó thì cứ vô rồi phụ team thôi. Cái ảnh này kinh của em nè.
Chắc cho stream nó lag đấy. Khắc thế. Thế Hoàng tắt stream cũng được, xong rồi để player hát stream. Đúng rồi, máy khỏe hơn stream. Đúng rồi, máy khỏe hơn stream. Máy khỏe mạng ngon. Đúng rồi. Khó lắm đấy ạ, bởi vì nếu mà không thấy AOE mà cứ đứng im thì cũng vậy chứ. Văn tắc cái hai phát rồi chứ là muốn tè rồi. Nó văn xòe lắm. Căn bản là dính hên xui một phát nhá. Có vẫn đây nhá, kiểu giả sử sẽ có một trong một cái turn nhá, nó kiểu cái stack đầu tiên nó chưa hết thì đã ăn cái stack thứ hai vào mồm rồi. Thì đúng rồi, là nên hai stack nó reset. Nó đau, nó càng lấy nó càng đau. Thì nếu mà thế thì làm đi mẹ đến giúp chuẩn bị đuôi. nghe có vẻ ổn. 25m à, được đấy. Cáo lên một tí, cái BNS China ấy. À, Sida rồi à. Có mua hít đường. Rồi, tạm thời thấy không? Điểm danh đấy. Anh chính là đi kìa. Quay ít anh chính. Điểm danh đi Saver. Hả? Thôi coi. Thôi coi. Phải có ai đấy để tụ quần xuống thì Saver mới thôi coi được chứ. My good. Có mang trên đầu thì đừng lao vào quả nha. Ao ê. Lấy ở H2 sửa tay rồi, con mình xòe. Chết thì bấm 1 luôn. Trói trước rồi này. Trước rồi đấy. Ủa, sao nó có con quỷ trứng xích rồi mà nó vẫn thả bé vích được không? 5 lông quạ được rồi. 5 lông lần 1. 5 lông được 2. Con này quay ra ngoài nhá. Đi ra sau lưng, quay ra ngoài. Hoàng cười đi. 5 lông đợt 1. Năm lông đợt 2. Vậy vị trí 12 giờ, 8 giờ. Ôi, đi. Bè tưởng thế nào? Bãi đi 12 giờ rồi. Vỡ bẻ cái C rồi, quên rồi. Cái C chưa chịu đâu. Nó phóng mình. Góc 8 giờ, góc 8 giờ đâu, về tao góc 8. 4 giờ. Không nào em. Trói bot.
Ông đi mẹ mình đéo được vào. Phân hồn, what the fuck. Ông chết đâu, không chịu đánh boss. À ờ. Phải đánh boss, quên. Đừng đánh tí nhá. Dừng đem, dừng đem. Bốn cào dừng đam. Thôi bỏ mẹ rồi, bỏ mẹ rồi. Ăn cơ rồi, biết nãy mà. Lát nói rồi nhá. Mẹ cứ đến hạn phát đấy là mình quên. Tành sắp rồi. Tành sắp rồi. Không cả phát đấy quên không được cắt cái bốn ra. Cắt cái bốn ra cũng vẫn đi mẹ vì cần tơ. Cắt gây đam gây ứng là ăn hết hai phát rồi đấy. Ô dừng nhé. Bà bom cái gì đi vào phố ô tô hiệu là ô tô mất máu. Đúng rồi. Dota một lên giáp phải đi mẹ nhìn thấy bom dẫm mẹ. Tự nhiên thằng kia chạy vào sao lăn. Tàn quên là mẹ định phát đến không được cắt cái bốn ra. Cái bốn nó tồn tại 8 giây mà cứ 2 giây nó tích một cái. Đúng phát đấy thì xài thôi. Luôn nhổ nước bún gì đam đéo đâu rồi. Rồi tí tắt cái live phát. Em chỗ tụt anh. Lạc tụt lờ. Em băng thông ông tốt nó khác, băng thông tôi có 27. Băng thông bên này thì yếu. Nặng thì cũng củi đó. Cái lông AOE có đỡ được bằng cái lá chắn kiếm của trong trạng thái kiếm hồn không hả? Là cái nào? Cái X trong V. Không. Không á? Lông AOE nó nổ dưới đất mà. Chứ nó có ấy với người đâu. Cái đấy nó chỉ giảm 20%, à 15% đam thôi. Ờ, có lại thì mẹ phát này đéo cắt nữa. Ờ đúng rồi nhỉ, tại sao khiên của em mà chặn được cái lông ao em mà tại sao cái đấy không chặn được? Thử đi. Tí, để những tí thử. Bật điểm danh là bao cao su. Điểm danh. Dạ. Một cháu vắng rồi nhá. À, không cháu vào vắng. AOE này. Đẹp thế mà bị dính. Mark xong AOE ngay lập tức luôn đấy. Nó AOE luôn này. Xong thước. Cái gì vậy, mình sai như thế rồi vẫn như. Để ở giữa. Trời đã rồi đánh nhá. Vãi. 55 đợt 1.
Thế sao ném con drone nó không lua nhỉ? Không hiểu. Năm lông đợt 2. Đâu, các mặt lửa đâu? Nó quay ra ngoài để thử cái la chân kiếm phát. Không được, vấn đề. Được. Có. Chết rồi thì nó không bắn nữa. Là không, đứng thẳng vào người Hoàng mà. Đúng là kê mèo. 55 đợt 2. Wait ngồi dậy, Wait ngồi dậy. Mẹ đã ưu tiên cho rối ở trên đầu để cả tất cả mọi người có thể nhìn thấy để bấm F. Được nhá, được nha. Đấy, bảo mà. Đáp lông đợt 1. Về góc 12 giờ đi, 12 giờ đi. 12 giờ, 8 giờ về vị trí nha. Cây bờ đéo vào được chứ, phải đánh con quạ ra sự... vào. Trói. Lại đéo trói rồi. Lúc về góc đừng đam nhá, nó counter này. Ôi xong. Ồ mát kìa. Thả lửa, đam tiếp đi. Một. Có còn mát kìa, hơi. 4 cào, sau 4 cào nó counter này. Oh shit. Khai lửa, đánh điên. Khơi lạch. Lật. Ông nào vật ngã vậy? Thế thì thua. Thôi, reset. Ông nào vật ngã nhầm rồi. Cái đó choáng hết nhé mọi người. Đừng có... Đừng có... Cả cái mắt đấy là một, thứ hai là... Không... Vẫn chưa hiểu tại sao thả con drone mà nó không ấy. Nó không ném một con drone. Đáng lẽ là nó ném một con drone rồi. Trước. Hả? Gọi trước. Tức là gọi drone trước khi ấy á. Ừ. Trước khi nó ném. Ừ. Lông này chơi tài xỉu hết cả bánh bao à. Thôi xong rồi. Thôi. Bốn nghĩ ra đê ăn bánh bao á. Ra đê nhiều quá, ra ngoài đấy phải cắn bánh bao, không còn được cắn như ấy. Tại sao là bánh bao hoặc là bình thuốc. Coi có bao nhiêu bình thuốc bổ. Mình chính xác 135%, lâu lâu trưởng con mini né phát kinh hãi vậy luôn. Đấy đi. Thả mắt bóp vờ lờ. Thì bờ. Hả? Bình dân. Cái thằng lít ngáo. Lít ngáo, lít cứt. Lít gì đó không biết thổi còi. Không biết thổi còi, biết thổi mỗi kèn. Ờ đi mẹ vai luôn bấm pháp đâu nhận. Mát. Vãi gặp quả mát.
có mark thì đừng lao rồi nhá. Wait đứng đâu ơi, ngồi đây xem nào. Sao Wait lại nằm bên đấy nhỉ, bị nó thổi lửa. Ao em nhá, mày trước. Mình ưu tiên cho hỏi quả lỗ ích. Thanh niên dễ chết. Ra he ngồi dậy, nhanh, ra he ngồi dậy. Bắt. Lấy hát ngồi luôn. Ờ, Aoe. Aoe, 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 từ từ. Mày trước. Rồi, ông hát vậy đi. Rồi, đang đầu hồi sinh hát. Rồi, vấn đề của Wait, sắp sửa xoài tiếp ấy. Là Aoe. Ta đam không đủ. Địt mẹ. Đừng quá. Vãi lộn. Tại mấy ông xòe tùm lum đấy. Đấy, gọi quỷ thành thích sớm rồi. Năm lông quạ được một. Năm lông quạ được hai. Hai lông ao e. Ốp. Con 4 giờ kéo. Đương nhiên. Nó nhìn ra ngoài, nó nhìn ra ngoài. Đánh đằng sau lưng, Saber đánh đằng sau lưng. 5 lông đợt 1. Nó nhìn ra ngoài kìa Saber. Biết rồi, nhưng mà em không đánh nó. Em không đánh nó thì không làm sao cả. Không làm sao. Nó gửi rác. Chết mẹ cái gì. Sao lại ở 2SM, 1SM chết thì không có chói. Có tôi chói mà. À không, nhưng mà phát lúc nãy chói ban đầu cơ. Để cho không ai bị grab ấy. À. Đang chạy ở luôn lông, tự dưng bị kéo. Toàn gì? Toàn gì? Sao vì sao thấy con 4 giờ lúc nào nó cũng quay ra ngoài ấy. Quay ra ngoài quay vào trong đều được mà. Không nghĩ là quay ra ngoài nên nó kéo mấy ông lù lông ấy. À, nó kéo là bị nó kéo là vì không có ai ở đấy, phải đánh nó trước. Lúc nãy player H đánh nó thì nó chỉ có mỗi player H thôi, nó không ai. Yeah. À. Ờ đúng rồi, mấy ông Mili kéo mắc xa ra tí. Thả toàn đến thả còn giữa đầu sợ quá. Với lại bé Lu nó nhảy cái đợt nhảy thứ 3 cũng bị 80% á. Lu nó lên góc 12 giờ cho mấy ông chạy cho nhanh. Ờ nếu mà dính mark thì đứng im cũng được, không vấn đề cả. Dính mark thì đứng im lúc mark rơi xuống thì là mark rơi xuống thì vào. Mắc nó sẽ rơi ở nửa cái ở, lúc nào nó bay đến nửa là nó sẽ rơi. Người cầm mắc được miễn một phát cái mắc nó rơi xuống sau là đúng rồi, đợi khi nào boss nhảy rồi hãy chạy thì vì không mình không ấy được. Sao thằng thầy Merlit lại được cái ông gì đấy. Bố lắp thì kích lại người. Toàn quên cái này ấy. Nhìn mẹ đâu rồi hả? Ao e. Mà trước. Thank you.
Ao em. Rồi. Ngoài trước. Bắt sở hình đi. Mắc nhá, à, mắc nhá. Hay không khi phun lửa AOE luôn đấy nhá. Ta thế. AOE, mà trước. Dồn đạp cho nó khỏi AOE. Từ dừng ra một chút để giúp cũng tử. Vũ công tử dính hai mát. Được, không sao. Chết luôn đi. Thả tô ở giữa chưa? Được, ok. Được. Bên này. Hai trời. Sói đã dạng đánh nhá. Đệt. Đợt sau. Năm lông đợt 1. Năm lông đợt 2. Đi blue vào em. Rồi, 1. Năm lông đợt 1. 1, 2. Năm lông đợt 2. Lông đợt 2. Ông nào lại đánh mặt nó thế? Sao vậy? Hay là không phát đấy là nó chói. Nó đang chói rồi nó mất chói. Có cái MRX không đấy? Mất chói chỉ có cái MRX thôi. Phát đấy là mất chói, phát đấy không có chói nữa. Phát đấy mất chói vì có người phá chói chứ không phải là. Ấy cả hỏng V10. Đây để mình chói phụ luôn, hai người chói luôn cho chắc ăn. Mình chói. Đấy, lúc đấy nó mất chói. Tuấn Anh trái phải thôi, không cần một đâu. Tại vì đây nhá, đến phát này này thì nó mất chói. Đây đến phát này là mất chói này. Lít đâu? Lui đang phê. Ỉ vậy luôn đéo, cũng phải bị giữa giúp cái còi này sao nhờ cứ lao. Đánh một cái hô phát lao vào. Thích còi làm cái gì? Không thích còi thì đưa lít cho thằng khác. Đây, để đưa lít. Đưa cho player hát nhá. Còi đâu anh đi. Mấy sao nó đeo? Ông nào? Trời ơi. Rồi, cối còi kia. Tuấn Anh thử còi ấy nhá. Ok, cái này đầu Saber mà chứ. Mình hơi buồn sau khi nghe câu ấy. Vì lead không thổi còi. Lead phải bi dây anh em. Úi dồi. Chạy bò ra ngoài rồi bấm hộp. Nhanh lên, vãi chạy trưởng. Còn được 8 cây thì cố mà bò ra ngoài đi tầm lead. Cái lúc mà mini chuẩn bị ra đấy, ông thấy cái vòng tròn đổi pha con mini, ông đứng ngay trong cái vòng tròn đó luôn, đứng bên cạnh boss nhìn nè,
đừng có đứng giữa tâm nhé, đứng đứng ở đấy luôn. Rồi nó vừa ra là mình đứng ngay cạnh nó 1-2 mét thì thấy là bấm A cái xong rồi bấm quay sau lưng. Nó mắc này, nó mắc này. Tao đây luôn nhá. Đó, đứng đứng sát chặt cái vòng tròn đó luôn. Này ta. Rồi. Đánh nhanh nào, cái gì rồi? À, gì? Mình có 1-1-1-1. Ôi, gì? Hả, ấy muộn rồi. Ờ, 5 lông lần 1. 5 lông lần 2. What? Chết mẹ rồi, thì mẹ đúng cái lúc này, cái khoảnh khắc bấm 1 rồi. 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 Vòng ra sau. 5 lông lần 1. Vòng ra sau nhá. Tâm lông đợt 2. Ờ, đánh mini là vào được sâu đúng không Hoàng? Không, đánh một con bước. Đây, để cho người khác vào đi. Không, 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 không. Hồng Hoa Kiếm không được vào sâu, bởi vì nếu Hồng Hoa Kiếm vào sâu thì ra vào sâu con được. Vào được. Tâm lông, đợt 2. Nam lông đợt 1. Trời bot. Trời. Nó bốn cào vào tim này. Nó bốn cào vào tim này. Ngừng đam, Counter. Rồi, đam tự bình thường. Sao ta? Đang. Rồi. Ngừng đam. Khoa lửa vào tim. Ngừng đam. Rồi xong pizza nhá. Sáu vẫn đang đánh được vậy. Ờ vừa nãy Hồng Hoa Kiếm vào sâu à? 5 phút ừ. được. Bắt cứ đánh đi gần hết thời gian tự sát được. Không tự sát luôn đi hồi sinh nó dễ. Cứ đánh đi, có sao đâu, đang thiếu ram mà. Cứ đánh đi, sau không đủ thời gian thì mới tự sát. AOE luôn nhá. Xong trước. AOE nhá. Xong trước. Thank you.
nhá, đến 40% mới dừng không bút nhá. Ao e nhá. Cắm trước. Cắm trước. Nào bật xuống chim đấy. Bắt nhá. Ao e. Không ạ. Không ạ. Không bút nữa nhá. Không. Ô ô ô. Dead. Vãi. Thế này thì sao? Sao chơi? À không, quả lua đi. Sao đây, anh ấy sớm, anh ấy sớm. Ấy đi, ấy đi, ấy đi. Chết rồi. Áo e. Ông nào kéo lên 12 giờ hộ cái. Em kéo lên 12 giờ hộ cái. Saber kéo đâu. 12 giờ đi. Mày ấy sớm ấy. Saber đang kéo ấy nhá. Hồng Hoa kiếm có đủ thời gian không? Hồng Hoa kiếm ạ. Còn mấy phút đó. Ok, đủ đấy, đủ đấy. Bé bích ra, bé bích ra, bé bích ra. Hơi xa đi nhá Hoàng nhá, hơi xa đi nhá Hoàng nhá. Saber lùa đi, lùa đi. Rồi, đang lùa. Cứ. Rồi, đủ đấy. Rồi, cứu hết mọi người đi. Saber lùa thêm phát nữa nhá. Rồi, lùa xuống 4 giờ nhá. Rồi, ok, ok. Đứng ở cái vòng tròn 4 giờ ấy. Đuổi được không đấy? Rồi, được, ok, không sao. Đuổi được. Nào ơi. 35% nhá, cẩn thận đến lúc nào đến đấy thì ngừng đang nhá. Rồi, cứ đánh đi. Đừng có ra vào phòng nhiều vậy. Góc 4 giờ nhá. Hồi sinh hết chưa? Ba cào rồi AOE luôn nhá. Dừng đam một tí đi, dừng đam nhá. Dừng đam. Có búp chưa nhỉ? Né xong cái này gọi nhá, gọi thử luôn. Gọi thử luôn. Gọi. Chuẩn bị búp à? Búp. Gọi ông Snow Bell lên. F. 12 giờ, tất cả lên 12 giờ. Ôi đi. Sao em? Năm lông lượt một. Năm lông lượt hai. Hai lông ao e. Địt. Ôi địt mẹ. Tại vì Tuấn Anh chạy đâu rồi? Các không ở 4 giờ, gờ. 4 giờ trái rồi. Chết rồi, tăng chết rồi. Nó gờ đáp. Thế thì thua. 2FM đứng ở dưới thôi, còn đâu tất cả chạy lên làm gì? Nói chung là đoạn burst ấy, cái đoạn burst down ấy thì ai có mark thì cũng cứ đứng im thôi, không đừng có lao vào, đừng có tiếc búp làm gì cả, không vấn đề đâu. Rồi, Mili đứng im. Ném mắc thế chết người đấy. Cái gì nhá, đoạn burst tao đoạn burst để Saber vẫn lua nhá. Saber lua hẳn ra sao một chút nữa để cho nó an toàn. Lua cái gì? Lua con quạ. Cái
cái đạn bớt 30% nên là bé không có luôn luôn nha, để bé sẽ đi bé ok. Cô lấy xe bên luôn mà luôn cắt mọi người vừa đủ để trong cái tầm đi bé. Hai em giờ thì cứ con 8 giờ con 4 giờ không phải chạy. Cứ đứng đấy thôi. Ừ thì nãy giờ mình lo con 8 giờ mà. Rồi rồi, nãy 4 giờ không ai qua thế là nó grab mình chết. Hai ông FM cứ nhớ là vị trí ở đấy không chạy đâu hết cả. Rồi đâu? Player hát. Thì cứ coi thì có mất ngắt đánh bao đâu. Đánh bao bây giờ chứ. Còn con hàng 5k. Con hàng 5k. Rồi rồi vô đi. Rồi ok. Ao e trong trước. Mang xong AOE nè. Sau phát phun lửa sẽ là AOE nhá. Xả thế. Ô quay. Quay tôi né cái ấy á. Vãi khôn. Ủa sao vẫn bấn rồi sao. Xả quá. Vậy lấy mình lấy mát nhưng mà quay lại chạy xa để né cái giết mình lên thành ra em bóp nó. Cho nó nhảy đã rồi làm gì thì làm chứ việc gì. Nào ơi. Ngoài trước. Nó nhảy vô giữa, mọi người lên 12 giờ. Đang ở 12 giờ rồi đó. Ông nào đam bé hồi sinh ông này đi. Chói đã nhá, chói đã rồi đang đánh nhá. Ờ. Chúng ai đợt 1. Chúng ai đợt 2. 5 lông đợt 1. 5 lông đợt 1. 1, 2, 3, 4. 5 lông đợt 2. 2. Chúng ai ơi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Ăn thêm cái á rồi. Đúng không? Vẫn luôn được 2 cái ao anh chết bởi vì chúng ta. 5 lông được 1. Cứ nằm lăn là chết thế. Đúng không? 5 lông được 2. Đánh sau lưng. Tất cả đánh sau lưng. 2 lông ao anh. Lại phải lùa ao anh. Ủa? Ủa cái đeo gì chết. À cùi nhầm nhầm. Tao đánh đi. 5 lông được 1. Lúc lần 2. Vào đánh con góc 8 rồi. Cái nhảy 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 gì vào mà đánh. Xong vào đây. Thế thì Tuấn Anh không phải vào đâu. Xong vào đây được rồi. Tuấn Anh không vào đâu, đánh bot đi. Cho người khác vào. Không, nhưng không vào được sâu. Tại vì không vào được. Tôi vào rồi nha. Có 4 giờ không ai đánh à? 4 hit. Ờ. Đừng đang. Không đánh, không đánh, không được đánh nữa. Không đánh này sao vẫn có người đem vậy?
4 cao mà tin. 1, 2, 3, 4. Rồi, không đánh, ngừng đánh, ngừng đam. Ngừng đam, ngừng đam, tất cả ngừng đam. Mày chứ. Lô lại đánh rồi. Tờ tan. Ủa? Đâu, chưa? Em, chói không trời. Tôi có mỗi cái tút. 4 đi, 4 đi, 4 đi. Hakiwon이 사망했습니다. 아, 공 chết rồi. Chết trừng phạt. Đứng ngay hồi luôn làm gì cơ kìa. À không, lúc cứu ấy thì bị dính cái trừng phạt ở đấy. Không chết gì. Để nó nhảy đã rồi ăn chạy, không đừng có chạy ra sớm. Cứ nhảy đã rồi ăn chạy. Ông thấy cái vòng ông player head, ông thấy cái vòng tròn của tâm mini không? Ông đứng ngay cạnh cái tâm của cái vòng tròn đó, ngay cạnh người con boss luôn á. Đâu có, ông toàn đứng 4-5 mét không bờ, 4-5 mét là nó kéo rồi. Ừ, có sao đâu. Hồi nãy á, tại nãy giờ tôi set up thì tôi không có coi stream, nhưng mà hồi nãy á, là ông toàn đứng xa không à. Nói chung là con mini là cứ đứng ngay cạnh nó là được. Đứng ngay cạnh chỗ spell của nó 1-2-3 mét gì đấy. Đừng có quá 3 mét. Mà cố gắng đừng chết nhảm nữa. Cứ chết nhảm thế làm sao đủ đam được. Ổng chết nhảm là bởi vì ổng không có nhớ vị trí đánh, thứ tự đánh của mình, nên ổng bị ném cái lông chết. Cứ được đâu, vì cái đoạn 38 người là phải gọi hero ra rồi mà. Để đấy thỉnh thoảng ném, không gọi kịp nó ném vào. Năm người đầu tiên không phải là tâm. Nó lại đổi sang những người khác. Cho mình cái hình trái tim để mát đi. Player hát cầm key nhá. Lưu quẹo nhảy á. Bỏ cái hình của Rahe đi, được không sao. Tại thấy nãy chết nhiều cho nên là cho cái hình mọi người dễ nhìn xíu. Ria không chết nhiều đâu. Punishment. Tao ơi. Ngoài sao, trước. Ngoài trước. Ngồi dậy. Bé lua xa một tí nhá. Chết thì bấm một luôn, thế thôi. Bấm mép vào một cái là được. Rồi. Đứng luôn ngoài này đi quý vị. Ao ai luôn nhá. Ta ra không nói ao ai mà mồm. Nó nhảy vào giữa nhá, nó không ao ai nữa, nhảy vào giữa. Rồi. Cứ để nó nhảy vào đâu thế? Cho thói đã dựng đấy. Lông nào anh thứ 2. Có nghe mình nói không? Hello. Có. Là 5 lông đợt 1. 5 lông đợt 2. Đi bờ có lua không? Có.
Không không không, lần này không chạy được. Đấy. Năm lông đợt một. Một. Năm lông đợt hai. Mẹ bị chết. Lông nào ấy. Mẹ tự thường cyber luôn. Đâu. Mình mất mẹ hình cyber này. Năm lông đợt một. Đấy, bé Vic chết mà. Năm lông đợt 2. Rồi, năm lông đợt 2. 1. Ủa, team không có thằng nào lua lông hết hả? Có thằng Saber. Ờ, đéo lua được cái thứ 2. Rồi. Chết. Cứ bắp vậy. Hết sữa, hết iframe luôn, hết sạch, không còn một cái gì luôn. Tao ở đây quán lóc, ít iframe hơn mày mà tao còn lua được. Trời, trời bot, trời bot. Đi vậy chết rồi, vẫn 1. Alo, chưa hả? Ờ, dừng bam, dừng bam. Rồi, đánh tiếp đi. Rồi, đánh tiếp, đánh tiếp, đánh tiếp. Bốn cao vào tem. Rồi dừng đam, dừng đam, dừng đam. Dừng đam. Rồi đánh tiếp, đánh tiếp. Anh này chuẩn bị sờ tan. Sờ tan. Tan, tan, tan. Bốn cao. Phun lửa vào tim nha. Phun lửa hoặc căn tơ. Bé băng, bé băng. Vãi lìn ông player hack đứng ngay cái vạch rồi dừng băng, dừng chết luôn. Không rồi, ra kịp à? Nó phun lửa. Ờ, sao tan? Không phải, ông đứng ngay cái mép á, đó là bị quét chết luôn. Ô mát mát mát. Quả mắt kìa. Ờ may quá hết rồi. Ai cứu player hát nhá. Ê, với cả Wick nhá. Ờ tanh chết rồi. Cứ đánh đi, cứ đánh đi. Ờ dụ con đấy hộ mình lên cao cái không ai bật nộ thì đấy nè. Dụ lên 12 giờ đấy, Hồng Hoa kiếm chạy theo đi. Ê, đừng thả quả mắt bóp thế. Ê, hồi nãy là do thằng Hoàng nó lệch một chút mà không báo ship này. Không lệch thì lại phát đấy chết. Nó đổi nó ấy ra. Lệch thì phải ship chứ ông player hack chết bị ngay cái bị quét chết. Mà ông cũng phải để ý vào, ông để setting lên 4 mà ông không thấy cái đường đó hả? Có cái đường laser đó là thấy bị ship một phát là tự động mà chạy tao đi. Bạn ít mình. Nó lại đổi tan chở. Thôi xong. Không sao, chờ một lúc nữa, chờ một lúc nữa. Tại vì đam a à, bé to hơn. Thay tự nhiên nó đổi aro mà. Đam to hơn. Đam to hơn. Thấy đam đang cắt một đống mà. Đâu, ông đang top 1 kìa. Chết rồi vẫn top 1 kìa. Rồi, bé vào đi để Saber lua con quạ cho. Ok ok. Tập trung, Hoàng ơi, tập trung nhá. Góc 12 giờ ấy nhá Hoàng nhá. Hoàng đéo đâu, Hồng Hoa kiếm, bảo Hồng Hoa kiếm lên. Hồng Hoa kiếm nhá. Chuẩn bị chạy lên góc 12 giờ nhá. Chuẩn bị chạy góc 12 giờ để ấy ai, để cho mọi người cứu nhau á, không phải chán trợ. Em đang cố gắng lấy lại nộ này. Để thì dừng đem một tẹo để Hoàng nó lấy lại nộ. Ồ, lửa. Dừng đam một tẹo mà là vấn đề là ở đây là chưa biết bao nhiêu nộ cho đủ. Hình như thằng Hoàng nó quên bật cái bức nộ đi phải. Tao nghi quá. Quên bật là đi mẹ mày bảo tăng được à?
Chơi xe mà mất rồi lấy lại được rồi. Mẹ okay. Lúc nãy rơi vào mắt thì lại trả xoè. À nãy xe hả? À, thôi xe rồi. Góc tiếp theo là 4 rồi nha Hoàng nhá. Ờ. Rồi lấy được nợ rồi. Rồi thì thế với bảo mình đang đi mình lua cho cậu để cho các bạn để hồi sinh nhau. Thả mắt bóp quá. Đánh phát rồi. Này. Grim tí đứng cứ đứng 2m nha, mọi người đứng 3m. Thì riêng Grim đứng 2m hoặc 1m thì nãy giờ có ông Snowbell ông lu cái. Góc tiếp theo là góc 8 giờ. Rồi không cần lua đâu, cứ lua xung quanh đấy thôi. Dead. Nhìn như mini map ấy Hoàng ơi. Góc 8 giờ nhá. Có gì cứ búp nhá, đến 40% là không búp. Đó, nó không ai chết được kìa, cứu rồi. Thì cứ cứu đi. Đẹp thế. Nào ơi. Ừ, mẹ đi nào ơi, đi thế mà. Thì cứ đánh hồi máu là được mà. Biết rồi, nhưng mà đánh hồi máu thì yếu lua được. Không cần lua, để bé lua. Ờ, bé lua hộ một tị. Đến tầm 30, đến tầm 31% thì mở lại lua tiếp. 44 giây nữa 43 giây. Rồi sau vấn này không ai búp nữa nha. Cái sau là sẽ bơ luôn nhá. Rồi ok. Tao ơi. Thẳng góc 12 giờ luôn đấy nhá. Ờ dừng đam. 32%. 32, 31 dừng đam. Dừng đam. Dừng đam này tập trung mấy. Soulburn team 1. Cẩn thận cái góc 12 giờ nhá. Tao ơi. Quay lơ lại dính nhau em phát rồi. Soulburn team 1 còn hay mấy giây đấy. Ôi trời ơi, quay dính hai sắc kìa. Rồi. Không thấy để mấy. Bu em. Chưa. Hồi sinh huyết đi ạ. Thôi dừng đây qua chừng 64 chuyện rồi. Các bạn thế nào rồi? Búp đủ chưa? Ok rồi. Ok nhá. Ao ơi, né ao ơi, né ao ơi. Né. Trong trước. Góc 4 giờ tất cả là góc 4. Chưa lên lúc nhảy mà. Chưa bảo búp thì đừng búp. Bảo mẹ mấy trời. Chưa bảo búp được búp rú ấy. Ngồi. Đang chạy xuống góc 4 giờ đi. Có drone không? Hay là gì mẹ quá này ăn lộn. Đang là ăn lộn. Biết ai mà. Fail rồi, trời đất. Tỉnh. Chưa bảo búp đã búp rồi. 5 lông đợt 1. Năm lông đợt 2. Năm lông đợt 1. Năm lông đợt 2. Gì đây? Ở đâu vậy? 4 giờ. Ông nào là x không đấy tự dưng chắc là đồ vẽ bất ngờ vậy đi đang luôn lâu các kiểu chết rồi mong sao cho nó có mẹ cái chức năng gọi khóa skills. Phương cưới à mà thử đổi vị trí của Nu về quay lên có gì tôi hiểu máu cho ông đỡ chết. Ông chết liên tục.
Team có một người player hát chỉnh lại cho mình đội trưởng ấy. Thời gian đi cứu quay nữa. Player hát cho mình đội trưởng. Mấy bạn đánh xe thì cố gắng đứng xe cho 10 mét để chỉ cần nhảy ra nhảy vô cái phím lùi với lại phím đi tới thôi nha, xong rồi bấm phím nhảy á, các bạn không cần phải lết ngang đâu, bị mất đam rồi có khi né tầm bậy bạ rồi dính một hai tắc nữa. Cái đoạn okay. Trước 30% là tuyệt đối không được dính một tắc nào hết. Gãy hả? 30% chứ bảo búp đừng. Cứ búp thế chết người đấy. Còn Nu công tử và bé Vích đang đứng ở ngoài. Xe bơ cho mấy hình trái tim xe bơ. Đồ, ok. Bé Vích, từ còn bé Vích. Chứ đến đoạn đấy là xòe thì làm sao ấy được. Yên tâm, vừa mới xong cái mắt 80% á, nó nhảy thì lại bóp mắt, chết quá nhiều cũng tốn thời gian nữa. Đấy, hai cái lý do chết, lớn nhất. Chết đấy đi thì xong ngay, nhưng mà toàn xếp nó ra vẫn thì không giúp được. Rồi nên tập cái ai melee thì nên để ý cái vụ mát đấy trong lúc ra xoay pizza 30%. Đừng danh lại nhá. Mọi người cố gắng tập trung tí nha, bị tên thôi. Đừng có ấn điểm thương cái gì hết. Quay ra nó lại như thế thì mình quỳ. Nó nhảy về hướng 3 giờ nha. Nhầm chứ. Né hoa ra, lần sau nếu mà mày SCML đấy kia thì quyết cứ chết này nhiều đam lắm, ngoài trước cứ phải tốn thời gian hồi sinh với lại mất một phần đam của quyết nữa, khó. Mấy năm vậy? Máy còn chưa chỉnh được hả trời. Ủa, ông không thấy AOE hay sao? Không thấy AOE. Trời thế xem mà né. Bé lua đừng luôn để lua đưa đấy thằng nhá. Ôi né luôn đi. Ao e nhá. Phải trước. AOE trong trước thấy hồi nãy là đúng rồi nhưng mà bị sai đứng không đúng rồi đấy. Làm lắm thả tôn rồi thả tôn đẹp từ đâu bèo xoắn chịu nổi không. Rồi, thấy không? 5 lông đợt 1, có cả player hát dính lông đấy nhá. Năm lông đợt 2. Thế mở lua không? Rồi. Một lên. Nhớ là phải... lông lên. Năm lông đợt 1. Năm lông đợt 2. Hai lông ao e. Lua đi, không lua được thì bạn. Rồi. Năm lông đợt 1. Năm lông đợt 2. Lông nào ơi. Rồi bóp.
4 kèo rồi, dừng đen, dừng đen, dừng đen. Dừng đen, dừng đen, tất cả dừng đen. Dừng đen, dừng đen. Ok, đem tiếp, đem tiếp. Bốn cào vào team. Rồi, dừng đen. Sau này dừng đen. Lật, lật, lật. Lật, lật, lật. Sorry, sorry, sorry. Phần này tại mình. Từ tan. Tan, tan, tan. Lật kê, lật kê. Bốn kê vào team. Sau bốn cào dừng đen. Dừng đen, dừng đen, dừng đen. Phun lửa với đen đi. Đẹp. Bốn kèo, dừng đam, dừng đam. Dừng đam, tất cả dừng đam. Dream hồi sinh em với ông Snowbell đi. Cháy. Con mét. Rồi dừng tay thôi. Từ, bình tĩnh. Có cả Amazing Kuhara nữa. Hồi sinh đi, hồi kịp, không có gì phải. Không, rồi dừng tay thôi, không có cần hồi. Rồi, kêu. Nó nhảy lên góc 12 giờ nhá. Rồi, ok. Rồi, xin đi. AOE luôn nhá. Nhớ là nó AOE luôn nhá. Xong trước. Chỉ có 2 người hồi sinh thôi, không phải cái lâu. AOE ngoài trước. Mắc nha. Góc 2 giờ nha. Mắc nha. Sao ấy? AOE. Bốn giờ, có 4 giờ. Trước. Hôm nay búp nữa nhá. Mắc nhá. 6 giờ. Có người xe hơn này, 6 giờ mạnh mẽ. Rồi, bây giờ bé vào đam đi, để sửa đồ bắt đầu nhé. AOE. Tập trung né. Rồi, giờ từ giờ xây vào... Không ai búp nữa rồi. Từ giờ xây vào e lùa nhá. Rồi, xây bơ lùa. 34% đánh từ từ. Rồi. AOE. Mọi người tập trung né nhá. Alo ạ. Dừng đam, tất cả dừng đam. Mắt. Amino mượn nick POPG à? Cyber, coi cyber. Ok, đợi cyber tí nha. Dừng đam nhá, tất cả vẫn dừng đam nhá. Tập trung né thôi, đừng nhá. Soulburn các kiểu thế nào rồi? Còn bao lâu? 20 giây. Rồi, né AOE, ngoài trước.
Quay chết luôn rồi, quay chết luôn đi, chết luôn đi, chết chết chết. Chết luôn. Ngồi dậy. Một một. Ngồi dậy này. Rồi rồi. Rồi. Gọi Thoron ra, tất cả rồi, gọi Thoron ra, gọi. Rồi, gọi Thoron chuẩn bị bút, chuẩn bị đi. Nào ơi, đã thử bút này. Nào ơi. Thêm bao luôn, càng càng thấy. Bút, 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 rồi. Bút lên. Được đấy. Được đấy. Được, được, được. Của nó đấy. Cố lên. 12 giờ, SM vẫn xuống hai góc kia. Rồi, rồi, rồi. Sói đã dậy đánh nhá. Rồi, đánh đi. Rồi, 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 rồi. Không sao, không sao, không sao. Rồi, rồi, đây vào luôn. 5 lông đợt 1. Năm lông đợt 2. Không luôn. Rồi không giao Saber luôn được. Rồi, ok. Đánh sau lưng nhá, nhớ là đánh sau lưng đấy. Năm lông được một. Đánh sau lưng, đánh sau lưng. Rồi, sau lưng, đánh sau lưng. Mọi người cố lên, từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh. Cứ đánh bình tĩnh rồi. Năm lông được hai. Năm lông được hai. Ngồi dậy đi. Ngồi dậy. Ngồi dậy, nhanh lên. Rồi, sang đi đấy. Sâu bơn còn bao nhiêu giây? 5 lông đợt 1. 10 giây. 10 giây. Ok. Chuẩn bị gọi con Throne ra quy vào con quạ rồi mới sâu bơn nhá. Cả Blue Book nữa nhá. Blue Book lao vào con quạ rồi mới Blue Book. Ào ê. Rồi. Rồi rồi không lôi được nữa, đi ra đi ra. Không 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 không. Vừa kịp hồi ấy rồi. Trời ơi, bot, trời ơi bot. Sâu bơn, sâu bơn. Dream để 30 giây sau là vô sau 2 nhá. Ôi, ông player hack lại không đừng nhìn cái đường laser đánh rồi. Đánh tiếp đi. Đánh lên tiếp, đánh tiếp, đánh tiếp. Dream vô sau. 4 cao vào team. Ngưng đam, ngưng đam, ngưng đam, ngưng đam, ngưng đam. Dừng, dừng. Rồi đam đi. Oh, what? Sơ tan nhá, sơ tan nhá, sơ tan. Đệt, nó thở lửa chết mẹ. Knock down này, knock down này, knock down, knock down. Chạy. Chuẩn bị chạy. Ai vào sâu cho với ông Hùng Hoa Kiệt. Nó còn lệch một phát nữa. Đấy. Không được rồi. Green không vào sâu với Hùng Hoa Kiệt. Trong sau fail, trong sau fail. Có, vào nhưng mà đang đánh con 4. Rồi rồi, ông Grim chết, ông Grim chết. Grim chết, Grim chết. Lúc nào nó cũng lệch, tại vì anh bị chói là nó sẽ lệch. Thì tự động chuẩn bị cứu tanh nhá, về băng hay là cái gì đấy. Cứ nhớ knockdown xong là phải chạy. Ông Bayer hết, ông nhìn cái đường laser trên đất á. Nhìn cái đường đấy chứ đường có... Hồi nãy là từ nãy giờ không chịu nhìn đường laser ấy, cho nên chết không hoài không à. Đúng rồi, tại vì mình chạy lên một ấy, mình chạy lên một một pizza nên nó sẽ lệch ngay sau cái đoạn KD. Này được bao nhiêu, 18% à? 18% bên ngoài còn 2 phút 28 giây, anh được. Đấy, tương này đột rồi đấy. Đấy, nãy ông thấy không? Ông đứng 4 mét cái, nó đứng nó rap ông liền. Chạy, chạy thôi, đừng có đánh. Cái phát knockdown xong ấy, chạy thôi. Chạy xong rồi hắn đánh. Ủa, hồi nãy có để máu boss xuống bao nhiêu phần trăm không? 18%. 18% ở bên ngoài còn 2 phút 2. Ừ, thế là kịp á, nhưng mà giờ chỉ còn trong sâu nữa. Đúng rồi, còn trong sâu. Trong sâu 3 là... người là ai nè, Hồng Hoa Kiếm này, Grim này. Grim với bé, Emelo. Ok, 3 người. Và được một phát chết. Nhớ là nó còn con khe lửa đấy.
Tức là nó sẽ khè theo vạch đen này. Mấy cái vạch to đùng đây này. SB vẫn hơi sớm à? Rồi thế thì được, thế thì để em nhắc lại SB vậy. Vì cái thằng T đấy đánh dấu thằng Tanh đi, nó sẽ luôn luôn khè lửa vào thằng Tanh. Cái gì nhỉ? Cái đoạn sâu hơn ấy, vì nếu mà trói con boss thì nó sẽ mất lâu hơn. Đấy. Nó như này nè, khi mà con quẹ trói là nó sẽ xuống delay thời gian, thành ra là cái sâu burn phải chuẩn. Mà em thì ba việc rồi em không nhắc được cái đấy. Chỉ có cái là mọi người bớt chết đi là đam to hay ông nhìn nó AOE cả như... qua ngay. Có gì khó đâu. Ủa điểm danh nha, điểm danh nha. Để qua lóc chói phải không? Mày để qua lóc chói phải không? Không, bình thường có 2 FM việc gì phải qua lóc chói. Không chói quẹ. Thấy được là mình chói không ấy. Chói quẹ. Ờ, chói quẹ thì mình chói qua lóc chói. Tôi đang bảo chói quẹ, mệt quá bé ơi. Không, thì nãy giờ là bé quẹ sang xuống là bé chói mà. Nãy giờ mẹ chói quẹ mà, chói được mà. Phải gạo. Phải gần mua quả em cao một chút. 8 giờ là mình dưng cái ấy, mình bán mình chói mà. Không, đem đạo trái quẹ cho mày đi đi. Không, thì nãy giờ không là mình có trái được, không sao. Có 2 FM mà, chứ có phải 1 FM đâu, 1 FM mình. Đệt. Nè, đứng F, ông ý dậy. Đang lên, F dậy. Ủa, còn ai F thế vậy? No, no. Bỏ mẹ 2 stack đấy rồi. 2 stack cứ đánh đi, còn hồi máu cơ mà. Quên mất không bảo bé về băng phát đấy, nhưng thôi không, ông này chịu được 3 hit. Nhưng mà có gì bé để băng loại 30% cho mình nhá. Ờ, chả lấy. Quét, quét nó chạy quét ơi. Chờ nó nhảy nó đang chạy AOE, nó quét chết rồi. Đạn 30% lúc mà bị ship á là tướng tanh nhá. Là tanh là lên tướng tanh, tướng tanh. Đánh thừa sức qua mà chả qua là chết ngáo với cả ấy thì không qua được thôi, cũng không khó đâu. Con thôi này đi tuần mẹ. Tại sao là do fail lên chết lại tệ hơn chứ. Chứ team này đi mình tính là thừa clear. Anh ngồi hoa kiểu cứu luôn em nhá. Chết thì bấm 1 rồi hết đây. Quả em nhảy nó cứu. Nhảy vào mid đâu. Nó khe lửa xong rồi mới nhảy vào mid. Ông nào cứu Saber nhanh lên, bấm ép cái nhanh lên. Xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Chạy đi, chạy khỏi mid đi. Gọi, gọi Throne ra. Không có Throne. Nhờ, không sao. Từ ngay mà, không có Throne nữa. Đọc lông đợt 1. Năm lông được hai. Anh Hồ Hoa Kiếm đánh đi để anh đua cho. Những cái người mà 5 người vào đầu tiên ấy thắng được chết, vì nếu mà người nó không giữ người đâu. Nó không phải là 5 người vào lúc đầu đâu. Nha, cái đứa chó mà em lồng vào đầu và ai. Ơi. Đúng rồi, nó đổi người ném mà vì cái người melee đã vào đầu tiên chết. À, có người chết là nó phải đổi lên, đổi ném lồng đấy. Thực ra mình muốn 5 người vào đầu tiên để sống được thì. 5 lồng đợt 2. Đầu tiên tôi có để BM, KFM, qua lóc. Có skill block đây. Năm lông. Thôi chứ tôi vừa low out em. Mấy ông mà chết đó đánh bot nhá. Mấy ông nào vào sâu thì không đánh bot nhá. Anh em không vào sâu thì anh em
Vào sâu thì phải đánh boss mới được vào nhá. À, về vị trí kìa, lúc 4 giờ đâu? Rồi. Lúc 4 giờ đâu? Rồi. Năm lông đợt 1. Chói boss. Rồi. Chói này đẹp này. Rồi, dừng đam, dừng đam, dừng đam. Dừng đam một tí, dừng đam một tí. Rồi, đánh tiếp đi. Đánh tiếp. Cào vào tim nha. Nó muốn cào vào tim này. Rồi, dừng đam, dừng đam. Rồi, đánh tiếp đi. Rồi, đánh tiếp. Tờ tan. Rồi, dừng bang, dừng bang. Hơi lệch tí lại, hơi lệch tí lại. Hồi lửa với bang. Thôi hổ nguyên team 2 đi luôn. Team 1 có mình về bang nè. Hát thi won이 사망했습니다. Dừng đam tí. Cơ tan này. Cơ tan này. Cắn, cắn, cắn. Hết pizza này. Nó nhảy vào người xa nhất sau khi hết pizza nhá. Còn chuyển qua hồi sinh luôn cho nhanh không? Đó, chuyển qua đi. Còn player hát. Cứ nhớ là nó khe lửa vào tim là phải vây băng vì mình không có cái gì mình cứu đấy đâu. Bé đứng xích xa ra một tí, xa hẳn so với Saber nhá. Ờ, có ai phê nó nhảy vào quay cứu cũng được. Ồ, oh, Mark. Bé cứ nhảy sớm quá, bé không có ấy được. Bé đang ấy, cho nó nhảy lên góc 9 giờ. Wait look. It. Team này chỉ cần bớt ngáo đi là qua ngay. 1, 2, 3, 4. Có ai thấy cái map đẹp vậy? Bé lua lên 12 giờ hộ Saber một tí nhá. Ép ông Hoa kiếm lên, nhanh lên. Thôi không kịp rồi. Tachiwon이 사망했습니다. Luna lên hồi sinh. 12 giờ đến rồi. Mình 2 giờ nhá. Xong rồi đi rìa ngoài của cái vòng tròn ấy. Đấy, mình 2 giờ đâu. Đang giờ. Thật tháo hóa quá quá. Đấy, cứ thả hoa thế thì... Eo ơi! Cái hè này vừa hồi sinh player hát xong hồi sinh player hát tiếp một lần nữa. Ông nào không đánh thì hồi sinh, thế thôi. Cái chừng, cái chừng, mấy chừng bị nát nhảy nha. Ao ơi, ao ơi, ao ơi. Người nào đang cứu cái chừng kìa. Rồi. Rồi, còn ai chết đâu, còn ai chết ở đâu. Nu công tử ở đâu, hô lên câu. Vãi thật quá. Chết rồi ha. Vỡ mồm Nu công tử ở kia thì chết. Kiểu này thì... Chỗ này thiếu đam rồi. Thiếu đam rồi. Chỉ có đánh nhỏ thôi mà thiếu đam với nhiều đam thì mẹ bao cho thằng còn đang đi hồi sinh nhau. Đấy, vấn đề là như thế mà. Cái nam cũng không phải to cho nên là mình cứ ấy đi được rồi. Player hat là anh đam to đánh đi chứ em đam thế tí. Ông tập dùng cái SS điều hướng nhiều hơn một chút nhé. Cái vụ nãy rồi cực kỳ lợi, nhưng mà nó đẹp rồi. Nó 8 giờ yêu thật nhanh nhá. Năm mươi phần trăm. Rồi,
được có bên trong. Thôi có gì tập lặng đám người cho mọi người ra vào sâu. Tắt phim đang lát ông ơi. Ừ. Nhớ là thả mắt đã lặng vào chứ thả mắt này thì bóp đấy. Ao ê nhá. Ao ê. Không bút đấy nhá. Ao ê. Xong ngoài trước. Tí web đưa mình ác, mình vào xem thử nhá, xem có lỗi được không. Hơi xa quá, hơi xa quá. Rồi, từ bây giờ save luôn nhá. Ok. Không búp nữa nhá, không ai búp nữa nhá. Bốn mươi giây bên này có một phút nữa cơ. À ơi. Ờ, dừng đam. Mấy thôi giờ nhé. Mấy cái bạn này cho mượt sao? Team 1 chắc còn, team 2. Ok, 2. Vòng tròn góc 4 giờ nhá. Rồi. Team 2 thế nào? À, team 1 thế nào? Có sâu hơn chưa? Dú có sâu hơn chưa? Ok. Đúng đâu, đúng đâu. Vãi chưa? Ô, chết hơn nhiều thế. Chết nhiều thế. Gọi thờ rôn nè, chuẩn bị né AOE, gọi thờ rôn. Né AOE, gọi thờ rôn. Gọi chưa? Búp búp. Chưa. Em đi. Rồi. Bốp. Rồi. Làm này em bốp nhá, đừng nghe ai cả. Ai cứu ông nào lên cả, player hát thôi. Rồi phát này chưa, ấy rồi, player hát xòe rồi. Rồi, lông AOE đợt 1. AOE đợt 2. Tập đoạn này thôi, cứ tập đoạn này thôi, qua được thì tốt không? 5 lông đợt 1. Năm lông đợt 2. ông Hồng Hai kiếm bị kéo rồi. Vì không có ai ấy mà cho nên còn kéo. Rồi. 5 lông lần 1. Né con, né punishment còn hơi nhéo á. 5 lông lần 2. Nó trói rồi, quay lại sau lưng. Rồi, ok, biết mà. Đoạn này không kịp tưới rồi, chết nhiều người quá. Chết từ cái khúc 80 ấy. Nói chung là cái punishment thì mọi người chịu khó mà nhìn cái khoảng cách mình làm sao cho đúng 10 mét là được. Tại lúc mấy ông tay dài chết tại vì sao vậy? Mấy phát tay dài mà chết punishment nữa. Mấy là không dính một cái luôn nè. Mấy là cuối không dính một cái luôn. Chưa, ai mà nghe búp thì nghe mình nói, đừng nghe người khác. Cái đoạn búp cứ để mình nói thôi, vì mình... Thôi, cứ tập nhiều là quen thôi mà. Ngày nào cũng phải... Nói giao phiêu rồi. Ngày nào cũng phải tập chứ, cứ ngày nghỉ. Chết khúc đấy nữa. Thứ nhất thì một vấn đề là ông Wes thì không né được AOE vì không nhìn được nhá. Rồi,
Cái đấy thì không bàn nhá, đoạn 2 là chết nhiều. Cái đoạn chết nhiều mới là cái đoạn cần cần phải sửa thôi. Không, tại vì mất vào đầu tiên 5 người kháng đông nhá, thì 5 người vào đầu tiên ấy không được chết ở đấy, vì có những người đam to mà người ta không để ý, người ta né cái 5 đầu tiên thì người ta chết. Đấy thì thành ra 5 ông vào đầu tiên là phải sống. Thứ nhất là thế nhá, thứ hai là FM thì cũng phải sống nốt. Tính mắc thì đứng im đấy, tức là cái đoạn mà nó mắc ấy thì đứng im đấy cho nó rơi xuống đã rồi hãng lao vào bóng. Ừ đấy, thành ra là biết có mắc thì tránh xa ra, không là xòe. Và cái mắc đấy nó không thả luôn đâu, nó phải đến vòng tròn nó mới thả. Đấy, thành ra là để ý nhìn đấy. Bim bim 40k. Thật là bim bim 40k được. Hôm nào em xuống cái Hải Phòng chơi với bác. Cả thiếu luôn. Rồi, rồi, đánh nhá. Rồi. Đánh thiên linh tốt thì thứ 5 là qua chứ có gì. Ủa sao thứ 5 không phải ngày mai à? Tại vì ngày mai ông Rea đi về team kia. Đi với team Túc Long. Mình ở đây mình cần người nó phải ổn. Vì mà mình là muốn team ổn định này, tại vì tập thế này xong nhá, người khác vào lại phải tập lần nữa thì mệt lắm. AOE nhá. Ngoài trước. Đấy thì anh em sắp xếp thế nào đi, cái này là đi lâu dài luôn. Một sớm một chiều đâu mà cứ nghỉ. Mắc nhá. 12 giờ. Ok. Rồi đam nhanh hơn rồi. Hôm nay chết thì được. Ồ mắc. Phải vô, ai phải mắc vậy? Sorry. Chào em. Này vào giữa nhá. Ném mít. Nu công tử đâu? Nu công tử đâu? Nu công tử chết. Chết lên. Tuấn Anh chạy xuống 4 giờ. Giờ ok. Đó. Trời, chó cho ăn đánh nhá. Snowbell đâu? Snowbell đâu? Chát lên. 1 2 5 lông đợt 1. Năm lông đợt 2. Rồi. Đúng 4 giờ. Ao ê. Rồi. Hai. Rồi. Năm lông đợt 1. Năm lông đợt 2. Rồi. Ao ê. Ao ê. Không né được thì bảo chứ. Rồi, không ra. Năm lông đợt 1. Em một mình hút vào đây rồi nhá. Rồi, ok. Năm lông đợt 2. Năm lông đợt 2. Trời bot. Trời bot. Dạ. Là đi găm. Coi lịch. Né nó lịch thân lịch. Thì đéo nào nó lịch nhỉ. Nào đấy. Vừa bật lục thành kiếm rồi, nó tới lịch một phút nữa. Nhận đem. Rồi nó thở lửa, đem tiếp. Bốn cao vào team nhá. Rồi dừng đam. Dừng đam. Rồi đam tiếp.
Từ tan. Nó khả năng sẽ thổi lửa vào team nhá. Không đánh nữa, không đánh nữa, không đánh nữa. Không đem, không đem. Có người bị phản đam chết rồi. Cái pizza xin nhỉ. Top đen, top đen. Rồi, thở lửa đem tiếp. Rồi, sơ tan. Tan, tan. Rồi, bây giờ mới hết pizza. Nốt thằng này. Rồi, anh em lua đi. Rồi, lua đi để mình hồi sinh dream. Cứ đánh bình thường đi, cứ đánh bình thường đi, chỉ một người lua thôi. Một người lo, một người hồi sinh thôi. Vì nó mắc mà. Đừng đừng thả vào đầu nhau nhá. 12 giờ. Ok, 12 giờ, đã nghe. AOE luôn nhá, AOE luôn nhá. Bài trước. Ao em. Chưa. Bây giờ ao em. Rồi. Bay ở trước. Có 2 giờ. Cứ đánh nhá, anh em cứ đánh nhá. Chưa AOE đâu. Chuẩn bị AOE. Đây, chuẩn bị AOE. Nó AOE này. AOE, xong trước. Cứu hết kìa. Hết chết ở ngoài rồi. Chưa ấy đi, thì mình hồi sinh. Rồi rồi, ok. Tây vừa ra mé ra rồi. 5% là không ai búp nữa nhá. Ờ, bé đứng sau. AOE, 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 AOE. Rồi, rồi đi. Chạy nhá. Bắt nha. Ờ, 4 giờ, 4 giờ. Ok. AOE, AOE. Không ai búp nữa nhá. Sắp đến 11 giờ nốt tên này rồi đấy. Bữa này cần đi không? Mắc nhá, không có AOE nhá, mắc nhá. Ờ, 6 giờ nhá. Ok. Không mắc sẽ AOE luôn. Cho nó béo xài cả. Đấy, em không cả. Ờ, AOE nhá. Anh em cẩn thận, AOE anh em cẩn thận. Xong trước. Rồi, từ bây giờ thêm mờ sẽ lua. Rồi, không ai búp nữa nhá. Thêm mờ lua luôn đúng không? Ừ, ok, từ bây giờ thêm mờ lua. AOE, AOE, xong trước. Vòng tròn hướng 8 giờ nhá Hoàng nhá. Ừ, rồi, ok. Lua gần gần, ừ đấy, được. Bắp chưa? Đâu xe kìa. Nô cũng tử hộ mình nhá. Ờ, anh em chuẩn bị dừng đam nhá. Ờ, dừng đam, dừng đam. Dừng đam, dừng đam, dừng đam, dừng đam. AOE, AOE, AOE. Ngoài trước. Rồi, mọi người tập trung nghe Hoàng lít nha. Ui, sắp chết kìa. Ờ, gọi thờ rôn nhá, gọi thờ rôn nhá. Chết luôn đi, chết luôn đi. Không, không được, không biết chết. Một. Ngăn. Ô, AOE. Cứu hết đã. Ờ rồi rồi, cứu hết đã. Rồi, ok.
Nó nhảy. Đồ lỗ quá. Bó quá. Lỗi thế. Mình lại còn mắc bảo rồi, nhìn đẩy cái mắt vào. Nó 32% rồi, không ra không ra. 32% này. Không để Grim hồi sinh đi. Được rồi, cho bé Vic nằm đã, cho bé Vic nằm đã. Chuyển qua nhanh lên. Đây 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 đang kìa. Đi mẹ, Amazing của hàng lại đây vòng nữa. Chết nhiều quá. Đấy, mình bảo rồi bất ngờ mấy đoạn này đi là nó nhảy. Rồi. Rồi, giờ sao? Chứ mà mình chuyển lại team như cũ đi. Mọi người dùng máu 30% nha. Bé mấy máu. Né ao ấy. Ngoài trước. Có thơ rôn không? Gọi đi. Né ao ấy nữa. 30 giây nữa nó mới mát đó. À đâu, 10. Coi stream không cho đúng 2 giờ. Búp. Ngay đằng sau lưng tim luôn đấy. Ôi giời. Ui, phải 2 cái mát thể. Trời ơi, bóp. Thể luôn. Bóp mấy đoạn này này khó lắm. Ồ, 2 cái mát đẹp trai phết. Mình không thể làm gì được luôn nha, mình đã rất rất cố gắng để đi phải lùa con quạ các kiểu. Đấy, thế mình mới bảo là bớt ngáo, mỗi người bớt ngáo đi tí lắm. Có gì vậy? 5 lông đợt 1. Thôi Hồng Hoa kiếm mấy rồi? Tập này ra. Mấy bạn nghe mình nói chút này. Ở trong cái phần cài đặt á, tên á, bỏ cái phần trang chỗ trong suốt của tên đi. Thứ nhất nãy giờ là tầy thả mát vào đầu nhau là bởi vì cái đội trong suốt này rồi. rồi tí nữa mình phát một gai lên cho mấy bạn cho quen đi, xong bàn bóp nhau thì khó quá. Đó là một nha, còn một cách là mình có gì mình định nói gì quên mẹ rồi ta. Đấy, tại mình nãy là gần nụt đến nơi rồi, đến cái khúc cuối mà cái lúc nào quét chết á, mình cứu rồi xong. Cứ nhớ là chỉ một người cứu thôi. Ai đam bé nhất thì ra cứu thôi, không. Vì những cái người đấy nó còn thả mắc nữa cơ mà. Thôi bây giờ 11 giờ rồi, cho ông Hoa kiếm. Quạ. Đó, thứ năm chắc chắn của mình rồi. Đấy, nhưng mà vấn đề là mỗi người bớt ngáo đi tí. Đây, chờ tí. Tức là ở cái phần tên này, nó có một cái là chức năng độ trong suốt của tên khác mục tiêu thì kéo xuống 0. Như thế này. Cái đấy là một nhá. Thứ hai là cái phần hình ảnh.